đến xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của vùng quê miền núi này. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, người dân Thái Hòa đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Do vậy mà đời sống vật chất tinh thần không ngừng được cải thiện và nâng cao. Để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất. Do vậy, hàng năm, Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết với những chỉ tiêu giải pháp cụ thể sát với thực tế địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đẩy mạnh phát triển diện tích trồng cây rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, kết hợp phát triển kinh tế trang trại. Đồng thời chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương, xây dựng các vùng sản xuất tập trung tạo thành hàng hóa. Theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã thì xác định là tập trung phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản. Thì từ đó thì đối với đoàn xã thì cũng đã phổ biến và phối hợp tập huấn cho các đoàn viên thanh niên thì để có cái thứ nhất là cái kiến thức, thứ hai là có cái tạo điều kiện để cho đoàn viên thanh niên có nhu cầu vay vốn, từ đó để hỗ trợ về cái việc phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên và nhân dân trong đoàn xã. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thái Hòa đề ra một số nhiệm vụ và mục tiêu trọng tâm là giữ vững và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Phát triển sản xuất hàng hóa, một số sản phẩm nông lâm nghiệp có lợi thế theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 4 đến 5% trên năm. Và đến năm 2024, đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, phân công các đồng chí trong ban chấp hành, phụ trách các thôn, tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển kinh tế thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời tích cực vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị như cây cam, cây bưởi, kết hợp phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đạt được những cái kết quả đó thì cũng cấp ủy chính quyền đã ngay sau khi đại hội đã xây dựng các cái chương trình kế hoạch để thực hiện các cái chỉ tiêu mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Các chi bộ thì cũng đã cụ thể hóa các cái chương trình kế hoạch của cấp ủy của chính quyền và tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân để thực hiện các cái chỉ tiêu, các cái nghị quyết mà đại hội đã đề ra. Tích cực thực hiện diện tích trồng cây rau màu, duy trì và nâng cao hệ số sử dụng đất. Nhờ vậy, người dân đã thực hiện sản xuất theo mô hình đa cây, tăng cường thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm cây trồng. Tính đến nay, giá trị thu nhập bình quân trên đất ruộng đạt trên 100 triệu đồng một hecta một năm. Hệ số sử dụng đạt trên 2,9 lần. Điển hình như ở thôn Ninh Thái, có gần 25 hecta diện tích nông nghiệp. Trước đây người dân chủ yếu là trồng lúa, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Nay cùng với chính sách của nhà nước, bà con đã mạnh dạn chuyển sang trồng một số loại cây rau màu ngắn ngày. Do được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm, nên sản phẩm của bà con sản xuất ra đến đâu đều được các thương lái thu mua hết ngay đến đó. Thấy được hiệu quả kinh tế mang lại, hầu hết các hộ trong thôn đều tham gia trồng cây rau màu. Đến nay trong thôn không còn hộ nghèo, 99% số hộ đều có nhà xây kiên cố, bộ mặt nông thôn mới đang ngày càng khởi sắc.
đặc thù của thôn chúng tôi ấy, thì là chủ yếu là phát triển về cây rau màu. Mà từ khi mà chuyển đổi từ cây lúa sang cây rau màu thì nhân dân chúng tôi là đời sống nhân dân thì cũng từng bước được phát triển, vì mỗi một sào rau màu ấy có thể thu nhập thì nó phải bằng 2 đến 3 lần trồng lúa. Có thể nói, kết quả lớn nhất từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là tạo động lực thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Thay đổi tư tưởng, cách nghĩ, cách làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Cùng với việc quy hoạch và phát triển vùng sản xuất thâm canh một số loại cây trồng chủ lực, Đảng bộ xã cũng đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích và tạo điều kiện để người dân trên địa bàn phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi theo hướng quy mô trang trại và gia trại. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng nhốt chuồng. Hiện nay, xã đã thành lập được một hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh thịt trâu bò sạch Hàm Yên. Thông qua hợp tác xã, các thành viên được vay vốn mở rộng quy mô, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh và hơn nữa là đảm bảo ổn định đầu ra. Từ đó tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất để nâng cao giá trị của sản phẩm. Trước đây em cũng chăn nuôi nhỏ lẻ thôi, nhưng mà từ ngày được tham gia vào hợp tác xã hỗ trợ cho vay vốn thì em cũng nhân rộng được, mở thêm được mô hình ra cái trang trại như này. Còn đây là mô hình chăn nuôi vịt lẻ trứng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao của gia đình anh Dương Văn Lâm ở thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa. Từ một hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhờ mạnh dạn đầu tư vào mô hình kinh tế tổng hợp với 4.000 con vịt đẻ trứng cho thu nhập 20 triệu đồng một tháng, đã giúp gia đình anh vươn lên trở thành một hộ giàu trong thôn. Thấy cánh đồng nó rộng này thì tôi nuôi ít, trong về sau tôi thấy phát triển kinh tế nó hiệu quả thì tôi nuôi nhiều. Lúc nhiều nhất là 5.000 con, còn thường là tôi nuôi 3.500. Thì thấy hiệu quả kinh tế cũng được, mà nó đẻ thì là cứ ngày nào thì lãi biết luôn ngày đấy. Thí dụ như vậy, thì là tôi nuôi bây giờ thì còn có hơn 3.000 thôi. Tới đây tôi lại vào đàn thêm. Thì hiệu quả là cũng kiếm được tiền, thì nuôi con ăn học thì cũng mua được xe, xây được nhà. Bằng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đến nay thôn Ninh Tuyên không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng một người một năm. Đây cũng là thôn được xã chọn làm điểm để hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Để có thể chọn được những nội dung cần làm ngay, chi bộ đã nghiên cứu nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Đảng bộ xã về xây dựng nông thôn mới và bám sát vào đó xây dựng nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của thôn. Chỉ đạo các đảng viên phải luôn đi đầu trong thực hiện các chương trình phong trào của địa phương về xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của Đảng ủy ban nhân xã Thái Hòa và chọn thôn Ninh Tuyên là cái thôn điểm để làm cái thôn nâng cao văn hóa kiểu mẫu, thì nói chung là nhìn chung là bà con nhân dân là cũng hưởng ứng với lại cái nghị quyết của Đảng ủy và Đảng bộ xã Thái Hòa đã đề ra, thì tất cả mọi cái sinh hoạt rồi thì là vận động, đóng góp kể cả về xã hội hóa. Đấy, bà con đóng góp xây dựng nhà văn hóa rồi thì đường làng ngõ xóm rồi, sạch sẽ, phong quang, thì bà con càng có cái động lực tinh thần phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn. Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời tập trung xây dựng các chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh. Đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt các đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, khuyến khích, tuyên truyền động viên bà con phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập. Hiện cái nghị quyết của Đảng bộ xã Thái Hòa về cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mô hình đảng viên trẻ là đi trước làm gương, làm mẫu cho bà con để khai thác cái tiềm năng, tiềm lực của đất đai,
qua đó thì là cũng phát triển kinh tế gia đình, tăng cái thu nhập. Để phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 58,5 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, và đến năm 2023 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ xã Thái Hòa đã đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra, như tập trung đầu tư thâm canh, tăng năng suất cây trồng vật nuôi bằng các giống có năng suất, chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm và trồng rừng nhằm tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho nhân dân. Trong đó trọng tâm là thực hiện một số lĩnh vực đột phá về phát triển sản xuất hàng hóa, sản phẩm nông lâm nghiệp có lợi thế theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại. Trong thời gian tới thì đối với xã Thái Hòa đã xác định là về đích nông thôn mới nâng cao thì ngay từ đầu năm 2022, Đảng bộ đã xác định và xây dựng nghị quyết để triển khai đến cán bộ đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện, đặc biệt là về phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao cái thu nhập của người dân. Và cái thứ hai nữa thì cũng triển khai thực hiện các cái xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, đặc biệt là về thực hiện cái nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phát triển các cái cây con chủ lực, rồi là đường bê tông, kênh mương nội đồng, xây dựng các cái nội dung, các cái chỉ tiêu mà để đảm bảo được phấn đấu trong năm 2022 thì sẽ đạt được 5 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với sự lãnh đạo đúng hướng, phù hợp và hiệu quả của cấp ủy chính quyền xã và sự đoàn kết nỗ lực của nhân dân, tin rằng kinh tế xã hội của xã sẽ ngày càng phát triển. Và đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thái Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.